thôi. Mẹ mất chân đấy. Mẹ ơi. Wow. Nó bỏ vào đấy mà gì gì. Quay trở lại kênh của mình thì lại là mình đây. Thì hôm nay mình đang đứng trước một cái ao. Hôm nay nhà mình bắt cá thì mình sẽ tham gia bắt cá của mình không ạ? Không biết có được qua nào không thương thì mọi người nhớ coi đến cuối video để nó xem những điều bất ngờ nhất trong video này nhá. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt cá thôi. Đi thôi. Let's go. Qua wow. Có gì trong này này. Ui à, có con cá. Là màn lường cá. Cho con tép nữa. Chết mẹ nó, con tép cháy rồi. Lường cá. Bữa em chở đâu đi? Chở đâu đi? Thêm củi nữa đi. Chả rồi. Chín chưa? Chín rồi đấy. Vào đây sau khi đường cá. Các em mình đã bẻ cho mình cái đít. Ăn được. Tánh lắm mấy ông ạ. Đắng lắm. Có vị đó rất gì vào này nọ. Bắt tô. Không được này. Chơi. Còn một con nước, còn con nước. Biết là chuyến đâu. Đây. To nhỉ. Im. Đỉnh dần đó, không biết mấy ký nhở? Chạy ra kia này, anh nghĩ có nẻo không anh Tú? Con gì? Con chia chê ấy. Có con nẻo không? Cầm lên chụp hình luôn ạ. Chả hết cái mặt rồi.
chảo nhá. Mẹ ơi. Ui dạ ôi, tối thế. Tối luôn. Rồi, vậy là cuối cùng video bắt cá của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại bạn video lần sau nhá. Thì hôm nay kết quả khá là mỹ mãn đấy. Và các bạn đã nhìn thấy được con cá khổng lồ chưa? Thì video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại bạn video lần sau nhá. À, nếu được cảm thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký ủng hộ mình ra những video hay tiếp theo nhá. Tụi mắt bỏ chét.